Câu hỏi của Phạm Phương: xin hỏi tại sao hình tượng Đức Phật đều có tóc, đang khi các vị tăng sĩ lại xuống tóc? Vậy xuống tóc có ý nghĩa như thế nào trong đạo Phật? Thực ra đó, Đức Phật là người đầu tiên lập ra truyền thống cạo đầu đối với người xuất gia. Các đạo sĩ Bà La Môn thuộc đạo Bà La Môn để tóc thậm chí quanh năm suốt tháng không gọi, nó bính với nhau rối nùi lên. Các đạo sĩ Kỳ Na giáo cũng có khuynh hướng trở thành du sĩ tương tự. Trong kinh gọi là tóc bệnh, tức là nó bám dưới với nhau, không còn tách thành từng sợi tóc được đâu, nó dính nhau, do vì bụi nó bám vào, không tắm rửa gì hết, nó đóng lại thành một cái đống rối nùi lên, nó gọi là những bệnh tóc hay là tóc bệnh. Thì Đức Phật khi trả áo long bào, đưa cho Sa Nạc về giao cho vua Tịnh Phạn đó, thì đồng thời đó cạo sạch luôn cả bộ tóc. Nhưng mà sách thì thường dịch đó là cắt tóc, thôi thực ra là cạo tóc. Thì ngoài 6 năm tu khổ hạnh ảnh hưởng theo đạo Bà La Môn nha, thì Đức Phật vẫn tiếp tục để tóc. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi đó thì Đức Phật cạo tóc. Như tại sao hình tượng Phật là để có tóc xoắn? Bởi vì trong 32 tướng đại nhân, theo thuyết nhân tướng học của Ấn Độ cổ đại, thì cái tướng tóc xoắn là tượng trưng cho sự thông minh. Tóc quăn tự nhiên đó, chứ không phải đi uống nha. Do đó để tạo ra sự cách biệt vượt trội giữa Đức Phật và các vị đệ tử xuất gia của Ngài đó, thì người xuất gia có hình tượng là cạo tóc, còn Đức Phật đó thì để tóc. Thì đó là do các nghệ nhân tự làm như thế, lâu dài nó thành quen từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ. Chứ thực ra là Đức Phật mỗi nửa tháng cạo tóc tối thiểu 2 lần, cũng giống như bao nhiêu thành viên tăng đoàn khác. Chính vì vậy mà trong kinh Di Giáo, Đức Phật mới khuyên đó, hãy biến cái mái tóc trở thành cái thông điệp. Đó là mỗi ngày đó tu sĩ, hoặc là tối thiểu nửa tháng một lần đó, phải dùng lòng bàn tay mình xoa trên đầu của mình như thế này. Và liên tưởng rằng là đầu của tôi đã trọc lóc rồi, tôi đã khác với người đời. Cho nên tôi phải cam kết các ứng xử gồm lời nói và việc làm của tôi trong giao tiếp đó, phải mở ra phương trời cao rộng, tốt hơn, có giá trị hơn người đời. Còn nếu không làm được thì có tên hoàn tục. Và đó là một thông điệp nhắc nhở sự tu nghiêm túc, tu bền vững, tu có giá trị. Do đó tóc tượng trưng cho nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm. Thì trong lễ xuất gia của Phật giáo Đại Thừa, mà tại chùa Giác Ngộ này tôi đã thực hiện cho khoảng gần 100 người. Và số lượng xuất gia gieo duyên trong 7 ngày tôi đã thực hiện cũng vài trăm người. Thì ngay lúc việc cạo tóc tại chính điện này diễn ra đó, tôi đều nhắc các giới tử rất là rõ. Tóc tượng trưng cho nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm. Cho nên khi động tác là cạo tóc, tóc rơi rụng từ trên đầu xuống, thì các giới tử phải liên tưởng rằng tôi phải cạo sạch tâm tham, tâm sân, tâm si và các nghiệp xấu ác. Và từ nay đó, tôi phải ghi nhận rằng tôi đã trở thành một con người mới, có giá trị hơn. Muốn như thế thì phải nỗ lực đúng cách, tu tập kiên trì và đúng phương pháp Tứ Thánh Đế
chứ không có tu mê tín, tu lơ tơ mơ được, tức là phải tu nghiêm túc và tự mình phải có ý thức về việc đó. Do đó tại chùa Giác Ngộ, nếu quý vị để ý đó, ba tự Phật bên trái từ dưới nhìn lên đó là tự xúc địa, và trong Phật giáo Nguyên Thủy đó là tượng trưng cho thời khắc Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Còn về phương diện triết lý đó thì tượng nhập thế đó, từ đó là tượng trưng cho chủ nghĩa nhập thế. Xúc địa là tiếp xúc với trái đất, tức là đi vào cuộc đời. Tượng chính giữa là tượng thiền định, tượng trưng cho sự giác ngộ bằng việc tu trọn vẹn trí tuệ đạo đức và thiền định. Và tượng bên phải từ dưới nhìn lên đó là tượng chuyển pháp luân. Ngón cái và ngón giữa tạo thành vòng tròn, ba ngón còn lại thì hai cong cong song song với nhau. Và hai bàn tay với tư thế như thế để vị trí trước ngực, tượng trưng cho việc chia sẻ bốn sự thật, gồm thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập bát chánh đạo. Nó rất là cụ thể. Thì quý vị để ý là đầu của ba tự Phật Thích Ca tại chùa Giác Ngộ đó không có tóc. Quý vị để ý kỹ coi, không có tóc xoắn nữa. Và để cho nhìn thấy rõ đó, thì tôi làm cái lớp, tôi nói nghệ nhân đó, là một cái lớp nó là dày hơn chút xíu, là tượng trưng cho cái da ở vị trí chóc này nó dày hơn cái da ở xung quanh. Còn trên đỉnh đầu đó là cái nhục kế, đó là cái cục thịt nhô lên như là búi tóc, chứ không phải là búi tóc nha. Còn người Trung Hoa ngày nay đó thì cái nhục kế thì họ hiểu theo hai nghĩa, vừa có cái cục thịt và vừa có búi tóc. Cho nên đó, ở trên đỉnh đầu thì họ làm búi tóc, ở ngay giữa đầu thì họ làm cái cục thịt, đó là dư. Đang khi đó nhục kế chỉ là một trong 32 tướng đại nhân, chứ không phải là hai tướng. Hiện nay quý vị cứ đến là các cái tiệm phát hành tượng theo phong cách Trung Quốc, phần lớn các tượng có hai tướng này. Quý vị nhìn lại trên màn ảnh đi, thấy không? Tượng Phật Thích Ca không có tóc. Nhưng mà vì nghệ nhân đã làm trải qua 20 thế kỷ và ta đã quen với cái cách nhìn hình tượng đó. Nên khi phim làm về cuộc đời Đức Phật thì các đệ tử xuất gia của Ngài cạo đầu trọc lóc, còn Đức Phật, nhân vật đóng vai Đức Phật đó thì vẫn để tóc, có tóc xoắn. Người ta tạo thành thói quen này. Lúc đầu đó khi mình làm phim về Đức Phật là nên mạnh dạng. Tướng Đức Phật thì làm giống như cái kiệu tượng của chùa Giác Ngộ, bởi vì đó là biểu tượng. Chính vì thế các đạo sĩ Bà La Môn, những người tỷ hiềm Đức Phật, ghét Đức Phật, thì thường biếm nhẹ Đức Phật vào một cái khái niệm sa môn đầu trọc. Thì nghe đến khái niệm đó, người ta biết được là chỉ do Đức Phật Thích Ca. Sa môn là khái niệm để chỉ chung cho ba trường phái tôn giáo vô thần, bao gồm đạo Phật do Đức Phật Thích Ca sáng lập, đạo Kỳ Na do Mahavira sáng lập trước Đức Phật khoảng 6 năm, và đạo Duy Phật do các đạo sĩ Duy Phật sáng lập cũng trước Đức Phật là vài năm, Acha-vika. Thì vậy thì khái niệm sa môn đầu trọc á, là chỉ cho các thầy tu vô thần, tức là không thừa nhận sự sáng thế của Thượng Đế, nhưng về hình tướng tu đó là cạo đầu trọc. Còn á, các sa môn đạo Kỳ Na, sa môn đạo Duy Phật và các Bà La Môn đạo Ấn Độ đều để tóc. Như vậy là trong các tôn giáo Ấn Độ cổ đại và bây giờ, đạo Phật là tôn giáo duy nhất các tu sĩ phải cạo tóc ít nhất nửa tháng hai lần. Còn tôi thì có thói quen cạo tóc nửa tháng đến 4 lần, có khi đến 6 lần. Nửa lần cạo xong thấy nó mát mẻ, mặc dù tóc nó chưa được nửa cm rồi, cạo lên thấy mát mẻ, sáng sủa hơn, rồi tạo thành thói quen đó. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn thay đổi thói quen sai của các nghệ nhân.
Thì giáo dục á, nó được định nghĩa là gì? Di phong chuyển tục. Phong và tục đó là thói quen và tập quán, nó tạo thành văn hóa. Thì trong nghệ thuật người ta cũng có những cái phong tục tập quán, và cái người đầu tiên tạo ra và không ai mạnh dạn sửa đó thì nó kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác là nó quen rồi. Bây giờ mình là tạo hình tượng Đức Phật mà không có tóc xoắn thì ta thấy là anh này không phải Đức Phật. Ta tưởng là một vị nào đó. Thì lúc đó trong phim ảnh chúng ta phải phụ đề bên dưới. Khi tạo tượng hình đầu Đức Phật như là ở chùa Giác Ngộ, thì lúc đó chúng ta phải phụ đề bên dưới là Đức Phật Thích Ca. Ta quen dần dần. Thì có những hàng loạt những bài viết nói về như thế, thì tự động nó thay đổi cái thói quen. Di phong chuyển tục, đó là bản chất của giáo dục. Nói một cách khác, 32 tướng đại nhân không phải do Đức Phật đặt ra, mà nó là cái quan niệm nhân tướng của người Ấn Độ cổ đại. Thì kinh điển giữ lại cái quan điểm đó, chứ không có nghĩa là Đức Phật đồng ý với quan điểm đó. Thì khi nói là lúc Đức Phật mới sinh ra có 32 tướng đại nhân, trong đó có tướng tóc xoắn. Đức Phật khuyên chúng ta là không nên tin vào bói toán mà. Mà tướng đại nhân là một dạng bói toán về nhân tướng, về nhân thể. Thì như vậy tóc tượng trưng cho nghiệp phàm đó sống phàm, cạo tóc là đi quyết tâm vượt lên trên nghiệp phàm đó sống phàm, để các tu sĩ khi đánh giá là chính mình không cảm thấy việc đi tu mình là uổng ích. Dù chưa đạt được quả thánh, thì những người tu nghiêm túc từ những ngày đầu vào chùa, lấy tóc được cạo trọc làm thông điệp cho sự nỗ lực của mình, thì tôi tin rằng là sự tiến bộ của các tu sĩ đó rất cao. Cho nên chùa Giác Ngộ đã mạnh dạn thay đổi cái thời kinh khuya, mà thấy tại Việt Nam là đọc thần chú Tu Lăng Nghiêm, thì thế đó thành đọc kinh Di Giáo. Thì trong kinh Di Giáo Đức Phật có khuyên là lấy cái đầu trọc làm thông điệp tu cho mình, là đọc kinh Di Giáo mỗi ngày đó thì tu sĩ sẽ tu tốt hơn. Vì toàn là những lời tinh hoa Phật dạy ở cuối đời của ngài.